Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người cho em Toàn xin phép được gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Hôm nay em Toàn có một sản phẩm để lên cùng với mọi người đây. Hôm nay em Toàn có một em chóe của Sachuma nhé mọi người nhé. Em chóe này là rất là cao to đẹp trai đấy mọi người ạ. Đấy, em xin phép là em quay sơ qua cho tất cả mọi người xem cái họa tiết của nó. Chiếc chóe này là vẽ vàng rất là nhiều mọi người nhé. Đây những cái như cái con chim này đây mọi người. Đấy, những cái chỗ này là toàn bộ là vẽ vàng ấy. Cái chóe này thì là của Sachuma Truyện Dấu Cộng rất là lâu đời rồi. Cái này thì phải có trên 100 năm tuổi rồi, rất là lâu. Tí nữa em sẽ cho mọi người xem chuyện này mọi người xem này. Cái độ co ngót của gốm mình rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người thấy chưa? Đây là họa tiết, đây là em quay lại chỗ này nhé. Đây là có một ngôi làng ấy, mọi người nhé. Đây là cái này gọi là cái cối xoay nước này mọi người này. Đấy. Đây. Đây là có hoa mẫu đơn nhé mọi người nhé. Vẽ hoa mẫu đơn nổi khối lên mọi người nhé. Đây như cái chỗ này là nó nổi lên này mọi người. Nếu như mà họa bình này thì họa tiết vẽ tay 100% luôn mọi người nhé. Mọi người cứ yên tâm là bình có thế nào thì em sẽ nói thế. Đây, bức tranh này là nó có một đôi chim công này mọi người. Đấy. Một con này thì là đang gục đầu ngủ, con này thì là khả năng đứng trông cho chị mái để ngủ đấy mọi người ạ. Đấy, mọi người xem con công rất là đẹp luôn. Mẫu đơn và chim công và vẽ ngôi làng. Ở bên trên này thì ở trên đầu này mọi người nhé. Ở trên cái nắp này thì là ở cái chỗ này thì là vẽ vàng này. Ở cái chỗ này thì là có cây lá phong nhé mọi người nhé. Lá phong nổi tiếng ở bên Nhật này mọi người ạ. Ở bên Nhật này gọi cái cây này là cây lá đỏ, gọi là momiji, mùa momiji. Đấy, em xin phép là em đo chiều cao cho mọi người xem. Chiều cao của con bình này. Con này hơi khó đo. Chiều cao của bình này hơn 60 mọi người, vào khoảng tầm 64 nhé mọi người nhé. Chiều cao khoảng 64 để em xin phép là em. Mọi người đợi em một chút để em lấy cái gì em ướm rồi em thử xem là chiều cao của nó bao nhiêu. Chiều cao 65 mọi người nhé. Chiều cao của bình này là cao 65. Em xin phép em đo vòng bụng của bình. Vòng bụng của bình này rất là to mọi người ạ. Để bây giờ mà sưu tầm được một cái em chóe của Sachuma to này là không phải là đơn giản đâu mọi người nhé. Mọi người chiều cao vòng bụng của con này rất là to luôn, 116 nhé mọi người nhé. Đây, quay cho mọi người xem. Chiều vòng bụng nó 116, rất là to luôn. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ em xin phép là em kéo nó sát lại để em quay cho các bác xem một chút đã. Xong rồi tí nữa em sẽ cho các bác xem chuyện. Đây nha mọi người nhé, em sẽ quay cho mọi người xem cái họa tiết của nó nhé. Đây là có một con chim này mọi người này. Đấy, một cái bình này là khá là sâu đời rồi. Đây những cái chỗ này là nó là cái men dạn của nó bây giờ nó đổi màu nó ra này chứ không phải là bị mốc nhá mọi người nhé. Bình này là không phải là bị mốc, là nó lâu đời rồi thì nó sẽ như thế thôi. Những cái bình nào lâu đời thì nó sẽ thế thôi mọi người ạ. Đấy, đây là nó có ngôi làng này. Hay mọi người này, cái này là cái cối xoay nước ở bên Nhật này này. Đấy nha, đây là hoa mẫu đơn nhé mọi người nhé. Hoa mẫu đơn. Và chim công. Một cặp chim công. Đấy. Rất là đẹp, em thấy là cái này là khá là tuyệt vời luôn mọi người. Vì là một con của hàng của Satsuma mà nó có size lớn như này là rất là khó luôn. Đây.
quay cho mọi người xem. Đấy, ở trong này nó những cái men dạn nó theo thời gian này thì mọi người nhìn thấy cái vết dạn này thì là mọi người biết này. Ở bên trong này là nó không phải là bẩn đâu mọi người nhé, mà là nó có một cái sơn bóng, nhìn nhìn trông nó như thế đấy mọi người ạ. Đây, em quay nghiêng này cho mọi người xem này. Đấy, đây nhá. Nắp đó nhá. Đấy. Em đây mọi người. Nắp ở đây có lá phong này. Trên này là có một chút vết chảy ở đây này mọi người này. Còn nó cũng không vấn đề gì cả. Đấy. Ở đây là men nó dạn thì nó xuống màu nó như này mọi người nhá. Để em xin phép là em bê cái bình thì xuống em cho mọi người xem vào bên trong. Cái bình này nó ở bên trong khi người ta nung ấy mọi người, người ta là cái đổ cái men ở bên trong ấy thì nhìn nó bóng, lúc nào nó cứ vàng vàng nhưng mà nó không phải là bẩn nhá mọi người nhé. Mọi người cứ yên tâm là không làm sao cả, vì là ở bên trong là nó phủ một lớp men bóng ở bên trong rồi nữa. Ai em cho các bác xem cái chuyện này này, chuyện đẹp chưa ấy, chuyện quá là đẹp luôn, nền đỏ chữ vàng, xa chữ ma, chuyện dấu cộng luôn. Một em sai lớn như này thì không phải là đơn giản mà các bác tìm được. Em rất mất thời gian em mới sưu tầm được em này về. Đấy, mọi người nào mà ai mà muốn ưng em bình này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đấy, trên này vẽ thì rất là đẹp luôn. Em thấy cái bình này tương đối là đẹp đấy mọi người. Đây, nó ở cái chóp cái đầu này là nó cũng bị một chút bạc đi rồi mọi người nhé. Nói chung là để chơi những cái bình lâu năm như này ấy, thì không thể tránh được những cái vết chảy, vết xước. Thì chơi những cái bình lâu năm thì phải, thì nó là cái chuyện bình thường mọi người ạ. Em xin phép là em sẽ quay lại một lượt nữa cái họa tiết nữa để em kết thúc video mọi người nhé. Bình này em thấy quá là ok luôn. Mọi người xem video nào, không biết là mọi người xem có đẹp không, nhưng mà em lấy cái này về em trưng lên nó cái màu đỏ rất là đẹp luôn, nó rất là nổi ở trong căn phòng luôn. Màu của em chóe này trưng rất là đẹp mọi người. Một em chóe size lớn như này thì quá là ưng luôn. Thôi em Toàn xin phép là kết thúc video ở đây mọi người. Mọi người xem video của em Toàn mà ưng thì mọi người cứ liên hệ với em Toàn nhé. Liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi em Toàn xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả mọi người. Em bye bye mọi người nhé.